Dạ. Rồi, anh Trương Minh Lễ ơi, xe của anh đặt em cũng đã làm xong rồi nha. Đây. Con xe này cao 2 mét và tầm năng được mới 6. Xe có thằng con gân nha anh. Và xe sử dụng bình ắc quy 12V. Xe có tay bấm và remote từ xa không dây. Remote từ xa đây, tay bấm đây. Có lưới bảo vệ người dùng. Rồi bình bình thì lắp ở đây. Bình được thiết kế cái đai bình mình không mình 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 lấy bình ra thì mình mở hai con ốc 10 ly này mà mình lấy cái bình ra ha. Đây, xe sử dụng bánh khóa đạp Hàn Quốc. Theo xe thì có bộ sạc nha. Hay bộ sạc. Còn thằng con này mình có thể tháo rời được nha. Đó. Thằng con mình tháo rời ha. Nó có cái móc giữ lại, nó không bị tuột cái thằng ra. Rồi, bấm lên. Mình đang sử dụng remote từ xa không dây, đứng từ xa bấm nha. Rồi, ok.